cá khô bổi, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Cà Mau, phân bố huyện Trần Văn Thời với khoảng 7 cơ sở sản xuất. Giống cái là tên là gì hả chú? Cái này là cá sặc rằn. Tên địa phương là người ta kêu bằng cá bổi. Mà giống này là giống địa phương ở đây. Hồi trước ở đây là cái rừng U Minh. Dạ. Ra cái con cá này nó ở trong rừng U Minh á. Sau mình về mình thuần dưỡng lại mình nuôi. Thế thì những chú cá này có thường mắc phải những cái bệnh gì đặc trưng không ạ? Nó cũng có bị, ví dụ như nó bị ký sinh. Ký sinh là nó bám cái đuôi này. Dạ. Ký sinh nó bám đuôi hoặc là nó bám trong mang. Wow. Hoặc là nó bị nhiễm trùng. Ôi, hình như là cháu thấy cái con cá mà cháu đang cầm là có màu nhạt hơn con của chú một tí, không biết là lý do tại sao ạ? Cái con màu nhạt này là con cá cái. Cái màu nó nhạt hơn, còn cá đực thì màu nó sẫm hơn. Và cái kỳ này nó dài hơn nè. Chú ơi, đây là mình đang giải nước gì xuống ao đấy ạ? Cái này là cái men vi sinh để mà bổ sung cái vi sinh cho ao để mà xử lý cái môi trường nước. Cái men vi sinh này nó xử lý chất thải thì nó không biết là có ảnh hưởng gì đến con cá của mình không ạ? Nó tốt hơn, nghĩa là nó khi mà nó xử lý ra rồi nó tạo ra được cái thức ăn tự nhiên nhiều hơn. Mình sử dụng cái men này của Sở Khoa học Công nghệ Cà Mau. Là men vi sinh thì mình cũng phải mua ở chỗ mà đáng tin cậy được thì mình mới dám sử dụng được. Là thức ăn tinh bột hay là thức ăn loại gì đấy ạ? Thức ăn là thức ăn viên công nghiệp của các nhà máy lớn người ta chế biến sẵn cho cá. Phần thức ăn này gồm có bột cá nè, rồi bột khoai mì và bột cám gạo. Cháu có thấy là chú trộn thức ăn ở trong máy trộn thì không biết là chú trộn thức ăn với gì đấy ạ? Cái đó là cái men tiêu hóa để mà hỗ trợ tiêu hóa làm cho cái tỷ lệ biến đổi thức ăn nó tốt hơn. Cá bổi thì rất là nổi tiếng ở Cà Mau, tuy nhiên là loại cá này thì lại ngon hơn khi ăn khô. Và quá trình làm khô cá thì cũng khá là cầu kỳ. Cá sau khi được làm sạch thì sẽ phải ngâm trong muối với thời gian khoảng 10 tiếng. Nhưng mà lại sẽ được rửa lại bằng nước sạch để cá ngọt hơn và bớt đi cái vị mặn của muối. Sau đó thì sẽ được phơi trong khoảng thời gian 4 ngày. Và bí quyết để trong suốt quá trình phơi, cá không hề bị ôi cũng như là bị ruồi bâu vào. Đó là ban ngày thì sẽ được phơi dưới nắng trời, còn ban đêm thì sẽ được bảo quản lạnh. Và sau 4 ngày thì khi cá khô thì sẽ được thành phẩm như thế này đây. Cá có màu khá là đậm hơn so với cá tươi và có một ánh hồng nhẹ. Và chỉ khi ngửi gần thì mới cảm thấy mùi thơm giống mùi thơm của mắm. Không biết là khi thưởng thức thì sẽ có hương vị như thế nào đây. Cá bồi khô này của mình cháu thấy là khi mà cắn vào thì cảm thấy hơi mặn mặn một xíu. Nhưng mà khi mà nhai thêm một chút nữa thì cảm thấy cái vị mặn ấy mặn rất là bùi và ngọt chú ạ. Chắc hẳn là cá bồi khô ngoài việc nướng như chú đang làm cho cháu ăn thử đây thì ở vùng miền của mình sẽ có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau đúng không chú? Buổi sáng mình ăn cá bồi với cháo trắng. Còn hơn nữa là người ta có thể trộn như một cái món chua như là xoài. Cá bồi khô thì có thể chế biến thành rất nhiều những món ngon khác nhau. Ngày hôm nay thì Quỳnh Anh cảm thấy hơi tiếc một xíu khi chỉ được thưởng thức một món ăn đơn giản nhất từ cá bồi khô, đó là nướng thôi. Nhưng mà còn những món ngon khác thì xin nhường lại cho quý vị trong những lần tới khi đến với Cà Mau. Sản lượng 5 đến 7 tấn trên một tháng, thị trường tiêu thụ trong tỉnh.